sự kết nối hòa hợp giữa những nghệ sĩ với nhau đã giúp tình Bolero 2020 tạo ra các cặp song ca ăn ý để gửi đến quý khán giả những tiết mục chỉnh chu nhất trong chủ đề Ngày Cho Bạn. Lê Vinh và ca sĩ Như Ý cùng mối tình đời, Thanh Hiền cùng nghệ sĩ Minh Luân xây nên túp lều lý tưởng, Gia Linh và nghệ sĩ Quý Bình gây bất ngờ với nhạc cổ Hoài Lan. Hôm nay, giải thưởng chinh phục hy vọng tiếp tục gây bất ngờ cho quý khán giả với sự nhìn nhận đánh giá từ ban giám khảo chuyên môn ca sĩ Phi Nhung, giám khảo tổng thể nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, giám khảo giải trí ca sĩ Nguyên Vũ. Những bí mật hậu trường nào của các khách mời sẽ được kể và sự kết hợp mới lạ trên sân khấu tình Bolero sẽ ra sao? Hãy đến với người kết nối Hamlet Trường cùng cặp đôi tiếp theo của chủ đề Ngày Cho Bạn. Kính thưa quý vị, trong chủ đề Ngày Cho Bạn, diễn viên Lê Vinh đã mời đến đây một nữ ca sĩ xinh đẹp, cũng chính là quán quân của solo cùng Bolero mùa thứ 5, Như Ý. Dạ, em xin chào anh Hamlet Trương. Em cũng rất là may mắn mà khi mà mình được anh Lê Vinh mời tới đây để hỗ trợ cho anh. Trong khi đó là các ca sĩ nữ thì vừa đẹp, vừa hát hay, vừa diễn giỏi thì rất là nhiều. Nhưng mà Như Ý là phải muốn nghe lời tâm sự của anh khi mà tại sao mà anh lại mời em. Thật ra là chút xíu nữa là anh yêu em rồi đó. Từ cái em nhớ là đợt trước là Sầu Tím Thiệp Hồng em với anh là chia tay mà. Chia tay dang dở đúng không? Là lúc đó anh em mình gặp nhau trong solo Bolero 2018. Dạ đúng rồi. Anh xém yêu em bởi vì anh yêu quý gia đình của em. Thật sự. Dạ. Vinh ấn tượng một cái điều là gia đình của Như Ý cực kỳ đoàn kết, cực kỳ thương Như Ý luôn. Và sau cái cuộc thi đó đó, Vinh có lên nhà của Như Ý chơi, có gặp được ba mẹ của Như Ý và đặc biệt là anh Khoa, là anh trai của Như Ý, thì anh chàng đó cực kỳ vui tính và rất là gần gũi, và hai anh em sau đó có kết nối. Dạ. Anh ơi, cái này mới là xém yêu thôi, yêu gia đình của em không phải yêu ấy. Có chút xíu quá. Yêu mà yêu chút xíu. Đúng rồi. Vậy thì thật ra phải là thiếu chút xíu nữa là yêu, và thiếu chút xíu là thiếu cái gì ạ? À? Chắc thiếu cái nợ đi, gọi là thiếu cái nợ đi. Còn Như Ý thì sao? Bạn nghĩ gì về chàng trai này? Chàng trai này thì như anh thấy đấy, rất là lịch lãm. Và nhưng mà em thích anh ở cái chỗ là anh rất là chăm chỉ và cần cù, cũng như là cách đối đãi với phụ nữ nữa, anh cực kỳ ga lăng. Đây là lần thứ hai mà hai người kết hợp, thì có viết tiếp câu chuyện của lần trước không? Câu chuyện lần này nói về tình yêu tưởng chừng như dang dở, nhưng mà cuối cùng vì cái sự chịu khó của anh này không bỏ cuộc, anh này cứ làm từng chút một để làm chi, để anh ta muốn được thật sự chăm sóc cho người yêu mình. Một lát nữa mọi người sẽ thấy được điều đó. Vậy xin mời đôi bạn thân chúng ta cùng nắm tay nhau bước lên sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Rồi, anh mời em. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với sự kết hợp ăn ý giữa cặp đôi Lê Trinh và khách mời Như Ý. Như Ý kìa, Như Ý, anh tới đây làm gì? Thì anh tới đưa em về chứ làm gì. Em không cần, em không muốn đi ở với anh. Anh đi về đi. Em sao vậy Như Ý? Em có biết là những ngày qua em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời ra từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Trả lời anh đi, nghĩ gì
đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết rằng em thương em nhớ em, tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy? Cầu mong sao xuyên đêm đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, là được mãi mãi gần. Đó là chuyện của ngày xưa. Bây giờ thế giới của hai chúng ta khác nhau mà. Thế giới của hai chúng ta khác nhau? Em nói vậy nghĩa là sao chứ ý? Em không còn xứng đáng với anh nữa. Tại sao không còn xứng đáng với anh? Như ý! Cái gì đã xảy ra với em vậy? Tại sao giờ em còn ở đây? Dạ, dạ không có gì đâu anh. À, có chuyện gì? Anh đi về đi, ở đây nguy hiểm lắm, anh đi anh về không đi thể anh. Bỏ em một mình được. Anh đi về đi mà. Anh không thể bỏ em được, có chết anh cũng sẽ ở đây với em mà. Như ý! Này! Đông Ma, em xin anh mà. Em xin anh. Anh cứ về với nó trước đi. Em né ra, em đập cho nó chết. Giải quyết xong em về liền mà. Em xin anh mà. Dám cản bước tao hả? Em xin anh. Còn riêng phần em, nếu em đã nói như vậy thì mau chóng giải quyết đi. Ông chủ đã chuẩn bị tiền xong hết thì đang đợi em bên đó. Em nên nhớ, mẹ em bệnh rất nặng, đang cần số tiền lớn. Tùy thuộc vào em nha. Nhớ cho kỹ, mẹ bệnh rất nặng, cần số tiền lớn đó. Anh có sao không? Em đã nói là anh đi về đi mà. Anh không thể bỏ em một mình được. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em không chia sẻ cho anh biết? Hả? Anh có thể sống chết cùng với em mà, tại sao không nói cho anh biết vậy? Nghĩ à, bây giờ phải thật lòng nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Em cần gì ở anh? Em cần anh quên em đi. Dương ơi, khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa. Làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa lâu mai sau em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có
anh đưa em về bên mơ. Chị à, hãy nghe anh, em đừng làm ở đây nữa. Anh sẽ bán nhà để trị bệnh cho mẹ, rồi chúng ta tạo dựng cuộc sống mới. Nghe em, nghe em. Khi chốc mang xuyên kiếp cầm cờ, em xin bằng lòng nghe tiếng trách che của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nghĩ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn Xin chúc mừng diễn viên Lê Vinh đã hoàn thành bài thi của mình. Và xin cảm ơn diễn viên Lạc Hoàng Long, các diễn viên hỗ trợ cũng như là sự góp mặt của quán quân solo cùng Bolero mùa thứ 5 Như Ý. Và với tiết mục này, anh cảm thấy như thế nào? Thật sự thì Vinh chưa hài lòng lắm. Tại vì có một chút sự cố. Vì trễ nhạc cái câu đầu tiên, bắt đầu từ đó hơi bị xuống phong độ và nó không được như ý trong cái lúc mình tập và mình chạy trước. Những cái đoạn đánh nhau căng thẳng trên sân khấu thì mình tập có mất nhiều thời gian không ạ? Cũng không mất nhiều thời gian lắm. Nhưng mà có điều là lúc nãy đánh cũng chưa được đẹp lắm. Nói chung là bữa nay Vinh chưa có hài lòng về phần thi của mình. Về mặt giải trí, rất mong nhận được sự nhận xét và đánh giá từ giám khảo Nguyên Vũ dành cho tiết mục vừa rồi của diễn viên Lê Vinh. Xin chào anh Lê Vinh. Rất cảm ơn anh khi mà anh đã mạnh dạn nói lên sự thật cái phần diễn của mình. Rõ ràng thì khi mà mình đã không đứng trên sân khấu trình diễn mà thôi, mà đặc biệt đây là một cái chương trình mà quy tụ rất nhiều tài năng. Bên cạnh anh thì cũng có rất nhiều người đã tham gia vào nghệ thuật rất là lâu năm và cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Chính vì vậy mà khi mà đã bày trên sân khấu những cái gì mình trình diễn thì bắt buộc là mình phải chắc ở cái chỗ đó. Vũ biết rằng là anh là diễn viên, anh không phải là ca sĩ, nhưng tất cả những cái gì đó mình không có ý y được. Mình đã thi thì chấp nhận là thà là mình làm ít lại mà nó chắc từng cái động tác, từng cái cử chỉ mình đã nhớ, để cho mình, người ngồi ở dưới khi mà xem thấy như là mình có vẻ chuyên nghiệp. Mặc dù mình không chuyên nghiệp nhưng mà mình không để những cái sơ hở đó ra cho người ta khác thấy. Rất cảm ơn nhận xét đến từ giám khảo Nguyên Vũ. Bây giờ sẽ là nhận xét chuyên môn đến từ giám khảo Phi Nhung. Trước khi Phi Nhung nhận xét thì Phi Nhung xin hỏi Vinh là Vinh học vũ đạo về võ thuật hay là Vinh học về võ thuật riêng? Thật ra là trong quá trình mà Vinh làm phim thì những cái vai nào có hành động nhiều thì Vinh đến chỗ trung tâm Cascade của các anh em để tập, để ráp những cái bài để ra phim trường đánh cho đẹp hơn. Và cái đó cần phải có thời gian nhiều hơn. Dạ, và rõ ràng là hôm nay thật sự là Vinh không có hài lòng và đánh không đẹp một chút nào hết. Khoan em, Vinh đừng có tự mà hạ thấp mình xuống như vậy. Nhưng không có đồng ý. Là tại vì á, thường thường mà phim mà về võ thuật á, mà đánh nhau á, thì thường thường trong phim nó cắt ráp, nhìn vô là mình thấy nó có professional, nó bỏ hết. Nhưng mà trên sân khấu như vậy, với một người mà chỉ không phải là chuyên môn về võ thuật, mình không thể so Vinh với lại những professional được. Mình chậm nhịp một chút xíu cũng không có sao. Giọng của Vinh á, là đi nghiêng về Bolero rất là hay. Không có nói cái gì mà gọi là không hay hết. Phải nói là em chọn đúng cái con đường Bolero chứ không phải là sai. Nhưng mà cái đấm đá hay là cái đánh như vậy á, mình không có bỏ vô chung trong cái hát được. Tại vì vừa hát mà vừa đánh đá thì khi tập thì nó cũng khác. Mà khi lên sân khấu, anh cũng biết những cái điều đó xảy ra. Mình cũng thể có thể bỏ qua cho thí sinh. Vũ hiểu điều đó, nhưng mà ở đây là Vũ đang ngồi ở vị
vị trí là giải trí, cho nên Vũ nhận xét về cái phần giải trí. Cho nên giải trí là Vũ, như Vũ nói là không cần phải làm quá nhiều động tác như vậy, nhưng mà động tác của mình phải chắc, đó là vẫn là quan điểm của Vũ. Anh Vũ thì ảnh đòi hỏi cao thì là mình cũng phải gấp, mình cũng phải nghe. Nhưng mà đối với chị là như vậy, chị cũng đã thấy em cũng có một cái, những cái động tác em đá em quay hay là em đá lên cao, nó cũng là một cái để cho chị rất 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 là thích và rất là lạ. Đó là nói về cái khía cạnh mà diễn xuất. Còn nói về hát á, em chưa có tập trung. Nhạc bật lên là em giật mình rồi. Như ý, em có biết là những ngày qua em ơi suốt đêm thao thức vì em. Thế là em kéo thôi, em kéo trong cái lồng câu thôi. Nhưng mà em xuống cũng vẫn đúng đúng cái nhịp chứ không có trễ. Hai cái bài vừa rồi là hai cái bài kinh điển. Thì với cái giọng của em như vậy là chị từ đầu cho tới cuối, nó chỉ lạ trong cái bài này một cái nè. Tình đời á, cái xóm nhỏ, những đêm anh đưa có anh đưa về xóm nhỏ, có anh đưa về xóm nhỏ. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ. Xóm nhỏ chứ không phải xóm. Tại vì từng câu chú Minh Kỳ viết cái bài tình tình đời kiếp cầm ca, mình không thể đổi được một nốt nào của người ta. Là tại vì một từng câu từng chữ nó có ý nghĩa trong đó. Cái giao lưu giữa em với lại bạn của em á, giao lưu nó cũng vẫn còn cứng chứ nó chưa có hòa nhịp. Nhưng mà chị phục em chỗ này nha, em đấm đá xong rồi em nằm xuống nó rất là mệt, nhưng mà khi em hát lại em không phô chữ nào à. Em xin phép nói cái ý chỗ em, nhưng ý là diễn nó hai đứa không được giao lưu nhiều á. Cái kịch bản là như ý không có muốn hòa trở lại với em cái tình yêu này. Em phải hy sinh rất nhiều, em đánh đấm, thậm chí em nói là để bán nhà trị bệnh cho mẹ. Thì bắt đầu từ đó cô ta vẫn suy nghĩ, nhưng mà cô ta vẫn chưa quay lại với em. Em tới thì cô ta cứ đi. Cho Vũ nói luôn ở chỗ này là nếu như vậy thì chúng ta phải diễn cho nó ra. Đó, như chị Nhung nói, diễn là phải diễn cho nó rõ. Với những gia vị mà tuần này anh Lê Vinh đã thêm vào trong tiết mục của mình, đánh đấm võ thuật, sự hỗ trợ từ người bạn thân như ý, anh có đánh giá gì về tổng thể ạ? Trước kia anh đánh giá, anh hỏi Vinh trả lời thật lòng nhé. Thật sự là Lê Vinh có nghĩ là mình sẽ đi theo chuyên nghiệp cái con đường ca hát không? Dạ chắc chắn là có, cho nên là em mới tham gia cuộc thi solo bolero và đến cuộc thi này luôn ạ. Tại vì có một lúc thì sau cuộc thi solo thì Vinh có gặp anh. Xong rồi Vinh nói không biết em thi tình được không anh. Anh nói thì tại sao không, đúng không? Và hôm nay em đã có mặt ở đây. Anh biết em có một chút hoang mang khi ban giám khảo nhận xét. Bản thân của những người ban giám khảo được tới đây, họ không phải là để khen. Và mỗi một giám khảo họ sẽ chỉ cho mình, em hát bolero là không có sai thế nào ấy, là em chọn đúng luôn. Nhưng cái lớn nhất của chỗ em là nhắc lại một lần nữa, giữa bao nhiêu người hát thì em là phải độc bản. Nếu em muốn đi theo con đường này, độc bản thì không phải là dễ, nhưng mình phải hướng tới. Có nghĩa là mình phải ao ước mình là duy nhất Lê Vinh. Thực sự ngày hôm nay em rất cố gắng. Anh biết tuần trước chị Nhung nói tại sao em không nhảy, hôm nay em không nhảy em đánh luôn, em không muốn an toàn. Thế thì lúc thì bỏ là tại sao em an toàn quá, tại sao em không mạo hiểm đi. Và bao nhiêu cái luồng như vậy vừa xảy ra thì nó sẽ làm cho em hoang mang, nhưng em bình tĩnh lại thì em sẽ thấy rằng tất cả những đó đều có giá trị của nó. Ngày hôm nay về tổng thể thì anh thấy như vậy nè, thật ra hai bạn đã song ca một cái bản đình đám Sầu Thiếm Thiệp Hồng trên sân khấu solo rồi. Anh dựng cho hai cả một cái xe lên đúng không? Đó, thì Vinh là một cái người rất là chịu khó. Anh có cảm giác em có một chút xíu hơi lo âu. Đúng ra với cái người như em mạnh dạn lên cho anh một chút xíu. Thật ra như anh Trung Dũng cũng được, cứ chê tôi. Nhưng tôi sẽ có cách làm của tôi. Em đừng có bị lung lay cái ý tưởng của em. Cái đó là cái cần để em đi một con đường xa. Còn những cái vừa rồi nhỏ nhỏ với anh thì anh thấy em cố gắng để đánh được như vậy là tốt. Nhưng mà kỹ hơn thì anh có cảm giác em chưa thực sự kỹ. Nó có từng chút một á, thì con đường em đi nó mới chỉnh được. Mọi người muốn là như vậy chứ không muốn cho em hoang mang. Vậy đó là diễn viên Lê Vinh. Kính thưa quý vị, thế giới nghệ thuật thật là rộng lớn. Cho nên mới có chuyện một người làm nghề 10 năm, một người làm nghề 15 năm mà vẫn chưa hề chạm mặt nhau trên phim trường, trong cùng một bộ phim nào. Nhưng mà thế giới nghệ thuật cũng thật nhỏ bé. Vậy mà ngày hôm nay họ lại gặp nhau để cùng song ca trên sân khấu của tình Bolero 2020. Đó chính là trường hợp của diễn viên Thanh Hiền và diễn viên ca sĩ Minh Luân. Vâng, lời nói đầu tiên thì cho Minh Luân xin được gửi lời chào trân trọng đến Hello Trương cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Phải nói thì 10 năm và 15 năm, nó là một khoảng thời gian
không ngắn cũng không phải là quá dài. Mà Minh Luân và Hiền không phải là chưa từng mà gọi là làm việc chung với nhau, đã là cùng người sân khấu Phú Nhuận trước đây, nhưng mà chưa có dịp đứng chung với nhau trong một bộ phim nào đó. Thì đây là cái lần mà kết hợp đầu tiên để anh em có một cái tác phẩm cũng như là có một cái ca khúc để gửi tặng đến khán giả. Cảm thấy rất là hồi hộp nhưng mà hy vọng là sẽ tốt. Mà sao chị chọn ảnh vậy? Còn thiếu gì người đẹp trai hơn? Ờ ha, hay bây giờ mình đổi lại được không ta? À, đổi liền đi em, anh cũng run lắm đó. Nói chơi thôi chứ. Thật ra là từ đầu tới giờ tiết mục nào của Hiền cũng buồn, cũng khóc. Cho nên Hiền muốn tiết mục này mình sẽ thay đổi, tươi vui hơn và có một chút gì đó hài hài. Thì anh Luân ảnh có đủ những cái yếu tố như vậy. Anh vừa hát hay nè, mà vừa hài, vừa vui nữa. Anh là chuyên trị những cái vai, những cái chàng trai mà dẫn nhây trên sân khấu đúng không? Em coi nhiều clip của anh lắm. Thực ra đó là những cái mà mình muốn làm cho nó khác lạ đi. Và bản thân của một người nghệ sĩ thì phải luôn luôn phải làm mới mình. Tuy nhiên làm mới thì mình phải giữ được cái chất của mình. Mình sẽ quan sát là khán giả thích cái gì. Chứ mình làm cái điều ngược lại với khán giả thì không bao giờ mà mình được khán giả quan tâm hoặc là yêu mến. Bởi vì không có khán giả là không bao giờ có người nghệ sĩ. Trong quá trình làm việc với nhau để có thể đến được tiết mục song ca này thì đôi bên cảm mến nhau ở điều gì nhất? Một điều duy nhất thôi. Về phần em á, thì lúc mà mời anh Luân xong rồi thì em có một vài người nói anh Luân rất là khó. Nói chung là cũng có một vài người sẽ nói vậy. Nhưng mà khi làm việc với anh Luân rồi thì nói sự thật không có phải là như vậy. Anh Luân ảnh rất là nhiệt tình. Bản thân ảnh phải dắt Hiền đi, chỉ Hiền là phải tập như thế nào, rồi cái bài hát đó hả, phát âm như thế nào, như chuẩn tiếng Nam rồi tiếng Bắc như thế nào, anh chỉ từng từ. Em người miền Trung xong phát âm hồi tiếng Nam á thì nó ra tiếng Bắc, rồi nó ra tiếng Trung, ra tùm lum hết á, ổng phải chỉnh từng từ á, mà cái mặt ổng quạo lắm nha. Mình luôn cũng có một cái chút khó khăn ở trong đó. Khó khăn ở đây là mình muốn cái tiết mục của mình nó hay hơn, nó tốt hơn. Nhưng mà cái mình luôn cảm mến nhất đó là gì nè, cổ rất là chịu khó tập, cổ rất là chịu lắng nghe, mà cái gì mình không hiểu là mình lắng nghe và rất chịu tập. Bây giờ xin mời hai người bạn hãy cùng dắt tay nhau lên sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt gặp một phiên bản khác của Thanh Hiền qua phần kết hợp cùng với Á Quân Tình Bolero mùa đầu tiên, Minh Luân. Ủa vợ, sao giờ này chưa mua đồ xong hết trời? Cái xe quỷ này, lần nào muốn quay đầu là phải về cái đích. Trời ơi! Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đêm hè khuya vắng, đứa trẻ mồ côi nằm bơ vơ như dấu chấm hỏi. Con ơi con ơi, tự nhiên hát xong cái thấy con xỉu luôn, làm sao con có sao không vậy? Dạ con không có sao đâu chú, con không sao đâu, chỉ xỉu nhẹ vậy thôi. Thì không sao chứ. Không sao đâu chú. Không sao thiệt á? Dạ không sao. À vậy thôi. Sao ai hỏi hoàn cảnh của tôi vậy ta? Cuối cùng bị gì? Thật sự là con bị lạc cha mẹ con. Cái gì? Con bị lạc cha, con không hiểu sao đi trong chợ vòng vòng hồi lạc cha, lạc luôn chiếc dép. Lạc cha luôn hả? Lạc luôn. Lên xe. Lên chở xe. Đi tìm cho. Chở đi tìm đi. Ôi mà không được con ơi. Ôi, sao? Chú đang ở đây đón vợ của chú đi về quê. Mà với lại chú cũng đâu có biết cha con là ai đâu, sao tìm? Ồ vậy hả? Ôi vậy thôi chú kẹt rồi, thôi chú cứ lo công việc của chú đi nha. Chú xin lỗi con nha. Con tự đi tìm được. Dạ không sao. Dạ. Không được đói bụng, không được đói bụng, phải đi tìm cha mẹ, phải đi tìm cha mẹ, không được đói bụng. Gì vậy con? Gì vậy? Mỗi lần con đói bụng là vậy đó. Phải dỗ dành nó. Đói bụng hả? Đói bụng. Rồi biết luôn. Hả? Cho 20 ngàn. Không có, không lấy, không lấy. Con không bao giờ lấy đâu. Rồi, cho 40. Không luôn, không luôn. Cho là không lấy, cứ cho là không lấy. À, tự ái gì. Thôi cái này xem như là chú giúp chứ không có cho được không? Thì thà vậy. À, giúp. Hả? Cái này chú tự nguyện nha. Tự nguyện. Cho nên con mới tự lấy thôi. Rồi, chú tốt bụng quá, ông trời sẽ độ cho chú. Ông xã ơi, sách đồ phụ em nè. Ủa bà xã, trời ơi,
sao không kêu chồng vô xách đồ cho? Phụ cái gì mà phụ, biết sao không, ở trong đó quá trời người luôn, chen chúc nhau đông lắm, anh đi vô anh có kiếm được em đâu. Thôi vậy hả? Thôi đi về lẹ đi anh. Đi về. Nhanh nhanh đi, đi về nha, em nhớ tụi nhỏ lắm luôn rồi đó. Rồi lên xe, lên xe. Lên. Trời ơi! Trời ơi, trời ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đêm mẹ quy văn, một đứa trẻ bơ vơ, nằm như dấu chấm hỏi. Ủa sao cái bàn nghe quen quá vậy ta? Anh ơi, hỏi người ta bị sao nè? Chú ơi chú. Tự nhiên chú hát xong chú té ngửa ra luôn vậy chú? Có sao? Chú có sao? Bị tăng xong nhiều chú? Không sao, không sao, không sao. Cảm ơn cô cậu nhiều, không sao. Tại vì tôi đi tìm đứa con thất lạc của tôi. Đi chợ rồi nó lạc mất tiêu luôn, tôi còn chiếc dép thôi nè. Ủa cái gì, đi tìm con hả? Đi tìm đứa con. Trời thấy thương trời quá. Có thấy không? Có thấy hai cô cậu có thấy không? Chú, con có thấy hồi nãy có đứa trẻ. Nó đúng rồi, cái đứa trẻ mặt, đó. Mà như cái mặt giống giống chú thì sao ta? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, mặt giống chú lắm á. Giống y chang luôn á. Ừ thì tại vì con không biết là tại vì gia đình chú có truyền thống là cha con sinh đôi. Ủa cha con sinh đôi là sao? Ai sinh trước ai sinh sau? Đương nhiên là chú ý là chú sinh thêm đứa nữa y chang giống vậy. À vậy hả? Ờ đúng rồi. Con có thấy không? Dạ con thấy, đi hướng này nè. Chú thử đi tìm coi. Được rồi, để chú đi tìm nha. Chú đi tìm đi. Rồi chú biết là cảm ơn hai đứa nhiều nha. Dạ, dạ. Lên xe em ơi. Anh ơi. Ủa chú. Chú ơi. Chú ơi chú. Chú có chú sao ơi. Không chú? Chú bị sao vậy? Chú bị ngất, hơi ngất chút xíu, say sóng quá. Ủa sao? Đang ở bến xe tự nhiên say sóng là sao chú? Tại uống nhiều rượu say lên cứ đi kiểu sóng vậy thôi, đừng hỏi nhiều. Ừ. Chú không sao, chú không sao. Rồi hai đứa đi công việc lo đi nha. Dạ. Trời ơi, chưa ai mà té mà đi cha 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 rồi ke nữa là sao vậy? Anh hỏi chú có sao không nè? Chú ơi. Chú thiệt tình không sao chứ? Chú không sao, chú nãy chú nhảy vậy cho đồ ăn nó tràn lại chú no đó con. Ủa là chú bị sao? Đói buồn quá con ơi. Đói quá hả? Đói. Ok, đây nè. Đói quá con ơi. À chú, đây chú cầm đỡ, chú nằm đỡ. Cất đi! Có tấm lòng cất đi! Anh, chú nói cất, anh cất đi. Cất vô tôi đi! Cất sâu sâu vào. Để thư cái lọ người ta. Cái đồ dép này ha. Quá trang cũng dở lắm. Dạ. Ha. Nó nghe nè. Dạ. Mình lành lặn mà. Ừ. Có sức khỏe mà trai tráng mà. Trai tráng. Tại sao không kiếm một việc gì đó lương thiện làm? Tự dưng đi xin người ta đi cầu cái sự giúp đỡ của người khác. Không thấy xấu hổ hả? Không phải đâu, anh thông cảm rồi, tại vì em khó khăn quá em mới làm vậy thôi à. Khó khăn gì, biết bao nhiêu người khó khăn mà người ta vẫn cố gắng. Trong khi cậu trời ơi cái thân hình vạm vỡ như thế này. Vậy hả? Nếu vậy em biết rồi, không em không làm gì nữa đâu. Thôi nói gì nói chứ cũng phải nè, khổ quá mới làm vậy đúng không? Dạ. Thôi cầm, lần sau không được làm vậy nữa. Tôi thấy cậu nha, xung quanh ở bến xe này hoài luôn á nha. Biết rồi, thôi anh tốt quá, cảm ơn anh. Được. Rồi về đi. Rồi khoan, trả anh chứng minh nhân dân luôn nè. Trời ơi. Trời ơi, nó lấy chứng minh của mình rồi nào vậy? Ấy ra quỷ. Ông xã. Hả? Công nhận ông xã hả, vừa đẹp trai nè, vừa ga lăng mà còn tốt bụng nữa chứ. Chồng của vợ phải vậy chứ sao? Nè, nhưng mà em nói đi về quê lẻ đêm nhớ tụi nhỏ quá à. Ủa mà sao mà đang công việc Sài Gòn không chịu mà lên về quê chứ vậy? Thì sao? Hả? Anh ở đô thành, ở đây em sống không quen. Vậy hả? Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về quê mình cưới nhau luôn, về quê mình sống vui hơn, về quê mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim ai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về quê mình sống như tiên, một con đường trắng trên nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn thân. Em là dâu ngài cưới, còn anh là chủ đề, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Yeah. Em là mây mười hương, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về. Làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương. Xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương.
về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếp sông ngang, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Let's go. Mày đi mày bỏ tao luôn, bỏ luôn một đám con thơ để tao cùng với đám con bơ vô một mình. Dạ xin lỗi má, con thưa má con với vợ mới về. Thưa má con mới về. Con với cái gì kêu đi chút xíu rồi về. Đi gì mà cả buổi trời. Một mình má với nguyên đám con nít mệt muốn chết. Trời ơi má. Từ thành phố về quê chứ đâu phải từ cái xã này qua xã kia đâu, má kêu gần. Đối với má ở một phút với tụi nó thôi là như cả tiếng đồng hồ. Mệt lắm. Má, nhưng mà tụi nhỏ nó ngoan mà má. Đúng rồi đó má. Gì? Ngoan mà. Ngoan á. Dạ. Xích ra coi nè. Tập trung. Dạ. Điểm danh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hết. 7. Ủa 7. Má, 6 đứa nuôi muôn nổi giờ. Ủa mà má ơi, có 6 đứa mà tại sao má kêu 7 là sao? Chết rồi con. Đây 7 đứa. Trời ơi. Ôi, mấy đứa đừng có kéo em nó rớt chứ. Má ơi, má 6 đứa nuôi không nổi rồi. Bây giờ má ẩm con hàng xóm đây làm gì nữa vậy má? Tụi con ra kia ngồi chút xíu nữa để nội nút cơm cho ăn nghe. Ngồi góc qua nghe. Ôi anh dễ thương quá à. Nè, không phải má rảnh rồi má làm gì đâu. Ai quăng trước cửa nhà mình nữa đó. Cái gì? Quăng trước cửa nhà mình nữa hả? Ừ. Bởi nhiều khi má tức dữ lắm. Nhiều người ta cầu mà không có. Nhiều người mà có mà không biết trân trọng. Nhiều khi má nghĩ á. Dạ. Nè, trong đám này phải chi có một đứa con ruột bay cũng mừng ha. Má. Gì? Má nói vậy không sợ vợ con buồn hả? Nói vậy. Nè, đừng có buồn má. Má lỡ miệng, tại má tức mấy người kia má nói vậy thôi. Dạ không sao đâu. Nói chung là thôi, hai đứa bay có cũng được, không có đâu sao. Nè, nhìn đây, đám nhỏ này có tụi nó nhà mới vui nhà vui cửa. Dạ đúng rồi đó má, sống từ nhỏ với già còn nhà của mình. Bây giờ cũng mến tay mến chân rồi, xem như là cháu ruột của má đi. Biết má, mà nè, ai bỏ mình nuôi nha má. Thì đó, tụi nhỏ vui vẻ vậy mình hạnh phúc đúng không má? Với lại đâu có ai làm việc thiện đi tụi bay được đâu. Dạ. Nói chung tụi bay làm thì má ủng hộ hết. Dạ. Dạ con cảm ơn má. À quên nữa, con mua đồ chơi cho mấy đứa nhỏ quá trời luôn nè. Con mua nhiều lắm á. Dạ. Má phát cho tụi nhỏ giùm con nha má. Trời ơi. Dễ thương lắm luôn á. Có đồ chơi là con. Đó, con chơi đi. À. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm lưu xanh mình kết làm anh. Rồi mình sinh khóm trúc xanh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị hằng. Dù nghe cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tình chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Không cầm giùm má cái cháu cá này. Em trước mặt má không thích đừng tỏ vẻ hành động vậy đúng không? Có, em nghe mùi cá lại mắc ối à. Vậy hả? Má vợ con nghe mùi cá chứ không có ối, cố ý giùm má. Đâu, phụ nữ mà nghe mùi cháu cá mà ói là có bầu.
gì? Có bầu hả má? Có bầu. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp liều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp liều xinh. Rồi mình đi kiếm nước xanh mình kết làm anh, rồi mình sinh khóm trúc xanh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa quốc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chi hằng. Dù nghe cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp liều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp liều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp liều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng một đàn con xinh. Nè nè, hôm nay hả không có nấu cơm gì hết. Má cho con nhịn đói hả má? Không, cả nhà mình đi ra tiệm á. Yeah. Má, má ơi. Vậy hôm nay má trả tiền giùm con nha, bữa sau trả lại cho. Tiền nhỏ để má lừa. Yeah. Lên xe. Lên xe con. Túp liều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Túp liều lý tưởng của mình em ơi. Đi rồi con ơi. Và kính thưa quý vị, đây chính là những con cháu ruột trong dòng họ. Dạ. Của Hiền. Em cũng muốn cho con cháu lên hình với em một lần. Ý tưởng hay. Dễ thương. Bây giờ xin phép được hỏi ngay giám khảo khách mời của tuần này, giám khảo Nguyên Vũ. Anh nhận thấy như thế nào về việc lựa chọn người bạn diễn cùng trong chủ đề này của Thanh Hiền? Và cái sự tương tác năng lượng giữa hai người anh có cảm nhận được không ạ? Đây là một tiết mục mà Nguyên Vũ khá là thích. Thích ở bởi cái là sự tương tác giữa nghệ sĩ thi cũng như là giữa khách mời, nó có một cái sự đồng điệu, nó không quá chênh lệch. Và cái điều đặc biệt nữa là Nguyên Vũ rất thích tiết mục này ở cái chỗ là cái tính nhân văn của nó rất là cao. Ngay cả khi mà nói về vấn đề là những đứa trẻ bị bỏ rơi như vậy thì cũng kêu những đứa trẻ đó đi ra xa ngồi, và người mẹ nói riêng với hai người con. Đó là một cái điều mà Nguyên Vũ rất là thích ở cái người dàn dựng cái tiết mục này. Về hát thì có thể là một lát nữa chị Phi Nhung sẽ nói với bạn, nhưng mà về cái tổng thể, nguyên cả một cái phần trình diễn của bạn về cái vấn đề giải trí thì Nguyên Vũ rất là thích. Cảm ơn bạn. Khi mà diễn viên Ngọc Hoa thoại câu ai bỏ thì bỏ, mình nuôi, thì em thấy chị Phi Nhung nhoẻn miệng cười. Chị nghĩ sao về tiết mục tuần này của Thanh Hiền? Chị thích hơn là cái tập vừa rồi. Yeah, hát có tiến bộ hơn một chút. Chị nghĩ em nếu mà yêu nghề là phải tập cho nhiều lên. Yeah. Ha. Hy vọng là mấy tập sau em sẽ hát hay hơn nhiều. Yeah. Chúc mừng em, cái tiết mục này rất là tốt. Về tổng thể trên nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, anh đánh giá như thế nào? Anh dùng từ tươi, nó vừa tươi mới, tươi sáng và tươi vui. Tại sao anh nói như vậy? Tại vì những cái tập trước là Hiền luôn mang lên sân khấu những cái câu chuyện đau thương của mình. Anh tạm thời gọi là như vậy đúng không? Nó có những cái khúc chắc trong cuộc sống. Và hôm nay em cũng rất là tươi. Anh đặc biệt thích cái tinh thần của cái tập này. Đặc biệt là em với Luân thì nó có những cái tương đồng. Thứ nhất là cùng có cái nhịp kịch cũng mộc mạc như nhau. Em luôn luôn tìm một cái chìa khóa bài học về xã hội á. Hiền là cái giỏi là như vậy. Lồng ghép vô một cái tiết mục như vậy, những người ta bỏ con rồi mình mang về đây mình nuôi. Tổng thể thì anh thấy đây là một cái tiết mục rất là tươi. Còn về hát thì thật sự anh cũng rất là bất ngờ. Tại cái bài này cái tiết tấu rất là nhanh, mà em phải chi phối rất là nhiều thứ. Nó tạo ra cảm giác người ta đang thưởng thức một tiết mục rất là hài hòa. Và người ta cảm thấy rằng em đã truyền một cái năng lượng rất là tích cực ở trong một cái đời sống mà chúng ta cần những cái này. Đương nhiên cái phần hát thì vẫn phải trau dồi thêm. Thì anh cũng chúc cho em luôn luôn tươi mới, tươi sáng. Yeah. Và hạnh phúc với những gì em đã cố gắng. Chị có muốn gửi một lời cảm ơn nào đến với người bạn đã hỗ trợ mình trong ngày hôm nay không? Em cảm ơn anh Luân đã truyền cái năng lượng tích cực cho em. Thật ra cái ý tưởng của em thì nó cũng có một chút xíu thông điệp, nó cũng hơi buồn trong đó. Là hoàn cảnh những em bé
bị bỏ rơi, rồi cha mẹ, những người cha, người mẹ không có thể có khả năng có con. Em mới nghĩ là làm sao để cho nó tươi vui hơn bằng cách là những con người đó họ thiếu tình cảm nên họ đến với nhau, thì dành những tình cảm đó cho nhau và cuộc sống của họ cũng sẽ rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Và chúng ta đã có một kỷ niệm thật đẹp trên sân khấu Tình Bolero 2020, và đó chính là diễn viên Thanh Hiền. Kính thưa quý vị, trong chủ đề Ngày Cho Bạn ngày hôm nay thì thí sinh diễn viên Gia Linh của chúng tôi đã quyết định mời đến đây một gương mặt không xa lạ gì với tất cả khán giả, nhất là những người rất yêu thương Tình Bolero từ những mùa đầu tiên. Đó chính là diễn viên điện ảnh, ca sĩ Quý Bình. Chào Hamlet Trương, biết nhau lâu rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mới được ngồi sát bên nhau, cách nhau chút xíu vậy thôi. Bây giờ em giới thiệu về khách mời của chị nha, là một diễn viên điển trai, một ca sĩ hát rất là hay, giật giải quán quân Tình Bolero mùa đầu tiên, nhận được tình yêu của khán giả không chỉ trong mà còn ngoài nước nữa, bay show mệt nghỉ, còn thiếu gì nữa không chị? Còn thiếu chứ. Nói hồi nãy nói cái từ gì, nãy nói cái từ gì, điển trai hả? Không phải gọi là quá sức đẹp trai. Đối với em gọi là quá sức đẹp trai. Anh Bình á hả, không những là một cái người anh ở trong nghề mà còn là một thần tượng của em. Trời ơi. Thôi Linh ơi, em dạ. Để cho anh còn bình tĩnh anh hát. Nghe em khen quá tim anh đập đùng đùng thôi nè. Không, em nói thiệt mà. Em á hả, thật sự là em không có nghĩ là hôm nay em được mời anh Bình tới đây. Em không ngờ là, em không biết là em dùng cái gì của em mà em có thể dụ dỗ anh Bình được tới đây. Em cảm thấy em thật là ngưỡng mộ em. Anh biết em dùng cái gì đó. Hôm nay biết không? Thì dùng giọng nói của mình thôi. Gọi điện thoại mời phải dùng giọng nói thôi. Mà đây là một người đẹp nữa cho nên là mình thấy mình cũng hơi dễ dãi chút xíu. Nhưng mà dễ dãi với người đẹp là cái điều rất nên. Cho nên mình chấp nhận dễ dãi. Thật ra thì mối quan hệ của Tình Bolero với anh Quý Bình thì rất là tốt. Mỗi năm thì ảnh sẽ trở lại, không hỗ trợ thí sinh thì cũng sẽ hát trong đêm chung kết. Mặc dù là lịch làm việc ảnh rất là bận, nên là thay mặt chương trình, thay mặt chị Gia Linh, cảm ơn vì anh đã nhận lời hiện diện ở đây cùng với chúng tôi. Nếu mà nói cảm ơn thì chính Quý Bình mới phải là người cảm ơn. Đã cho Quý Bình được thăng hoa trên sân khấu này và ngày hôm nay trở lại, nó là một cái cảm xúc rất là khác và một cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Và ngày hôm nay được song ca với một thí sinh của mùa 2020 này sẽ là những kỷ niệm rất là đẹp, tiếp nối của Quý Bình với Tình Bolero. Bây giờ hãy dắt tay người bạn, khách mời của mình lên sân khấu để chuẩn bị cho phần trình diễn. Cảm ơn Hàm Lệ. Đi. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ trên sân khấu sẽ là sự kết hợp lần đầu tiên của thí sinh diễn viên Gia Linh cùng với quán quân Tình Bolero mùa đầu tiên, Quý Bình. Thank you.
Tư là tư phu tướng, bảo kiếm sắc phán lên đàn. Vào ra luôn trong tình chàng, nắm cánh mưa màng. Em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng. Quặng đau ý cổ buồn nức nở dần trăng khuya, con đàn buồn tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sông lang ai quán khúc tư lòng, như tiếng lòng chim quyên đàn đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối sông, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại vầng trăng non em thức đón anh về. Đường dầu xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu càng. Đêm luôn trong tình nhạc, ngài mối mòn như đá dòng phu dòng luôn trong tình chàng. Sao lớn nước rộng điều hiu như khúc hát tình em. Họ ơi công công xê sang xê, mình ơn em đứng đợi anh về. Còn thương còn nhớ bóng con đò, vì nghe câu hát lý chờ mong. Ai đã cùng em thề câu nguyện ước, trầu cao mâm quả đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quyên có bạn có bầy, nỡ sao anh để lẻ bầy lòng có thương có nhớ quê nhà. Về mà nghe giọng cổ nhớ hoài tình em. Thank you.
cầm đừng lạc phải à. Gia đàn cho em nhạc hiệp đuôi à, mau trở lại gia đàn cho em nhạc. Xin chúc mừng diễn viên Gia Linh đã hoàn thành phần thi của mình và cảm ơn thật nhiều sự hỗ trợ đến từ diễn viên cũng là quán quân mùa đầu tiên của Tình Bolero, Quý Bình. Và có lẽ như giám khảo Nguyên Vũ vẫn còn rất nhiều những cảm xúc cho tiết mục này. Xin mời anh chia sẻ. Từ đầu đến cuối Vũ coi chăm chú hoàn toàn, từ cái cách dàn dựng cho đến cách của các bạn diễn xuất vén cái bức màn ra. Bạn trông ngóng người thương của bạn. Thực sự là hai cái bài hát này nó không phải là dễ đâu, nó quá khó. Nó rất khó, từ những cái nhấn nhá, từ những cái luyến lấy, nó rất là khó. Nhưng mà bạn đã làm nó tròn. Và đặc biệt là mọi người đã hỗ trợ trong tiết mục vừa rồi, dàn dựng nó rất là quy mô, rất là đẹp. Cái tình cảm của bạn đặt ở trong cái bài hát nó rất là nhiều, rất là đông đầy, khiến cho Nguyên Vũ quên đi rằng là mình đang coi một tiết mục của một thí sinh trong Tình Bolero, mà giống như là đang trình diễn trên một cái sân khấu chuyên nghiệp vậy. Thưa chị Phi Nhung, trước hết là chị nghĩ sao về việc mashup hai bài hát, một là bài hát kinh điển Dạ Cổ Hoài Lan và một là bài hát tạm gọi là mới Vọng Cổ Buồn? Và tiếp theo nữa là chị nhận xét như thế nào về sự hòa quyện giữa Gia Linh và khách mời Quý Bình? Cái tiết mục này chị rất là thích, và thích nhất là hai cái bài nó mix up với nhau rất là ăn ý. Nó rất là lạ, tại vì chị đã từng hát Dạ Cổ Hoài Lan. Mỗi người có mỗi cái cách hát khác nhau, nhưng mình phải hát làm sao cho nó đúng. Và tới cái tập này rồi, góp ý với em về hát á, thì chị thật sự chị rất là phục. Chị không biết là ai đã tư vấn cho em hai cái bài này mash up với nhau. Nó rất là ăn khớp, nó hay vô cùng. Nổi cái mình gõ trống không á, không đều, nó cũng rất là mệt. Đánh trống như vậy là vũ đoàn quá giỏi. Dạ. Thật sự tiết mục này chị khen em rất là nhiều. Bắt đầu từ đây về sau, hát là em phải chú ý hát cho nó hay và cho nó ngọt thêm nữa. Giọng cổ buồn thì nó dễ rồi. Nhưng cái Dạ Cổ Hoài Lan em phải nghiên cứu cho kỹ. Như là tư phu tương bảo kim sắc phán lên đàn. Đó, nó là như vậy. Chị hát theo kiểu của miền Tây, theo kiểu của đờn ca tài tử á, thì nghe thật á, nó bình dân lắm. Bình dân mà nó khó, không thể mình hát ra được đâu em à. Nên chị lấy cái kinh nghiệm của chị mà chị góp ý kiến. Nếu em hát cái bài này ở bên ngoài, em nên nghe Má Ngọc Dào, nên nghe những người hát ca cổ, nên nghe cô Hương Lan. Vừa rồi thật sự ra chị cũng có nghe một đàn em hát cái bài này nè, mà chị phục, đó là Tommy. Chị không ngờ Tommy nó cũng hát ra cái bài này hay lắm. Nó có nhiều cái cách khác nhưng mà nó nghiên cứu rất là hay. Bắt đầu từ đây về sau em phải cố gắng, em làm sao hát cho tròn chữ và lựa đúng bài là em sẽ thành công. Thưa nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, đây là tiết mục cuối cùng của hôm nay rồi. Trước khi anh nhận xét về tổng thể, em xin phép được hỏi anh, vì sao chúng ta lại chọn chủ đề ngày cho bạn? Khi mỗi lần bắt đầu thì anh rất là băn khoăn và hay chăn trở đó, mình sẽ đặt một cái gì. Thường thì anh luôn đặt cái giá trị mà khi người thưởng thức họ sẽ được cái gì khi mình đưa ra một chủ đề. Như chủ đề chia sẻ trước, chúng ta cảm động, đụng đến những trái tim của con người. Và tình bạn là một cái thứ không thể nào thiếu trong cuộc đời này. Lúc cái Nguyên Vũ có hỏi một câu, tại sao hôm nay nhiều người nổi tiếng tới đây đó để thi? Hình thức thi là một cái hình thức mình gọi thôi, nhưng mà cái tình á, tình Bolero nó có cái hay như vậy. Họ tới tương trợ nhau,
gặp nhau để tạo nên những tác phẩm, nó đưa những cái giá trị văn hóa vào đây. Và các bạn là thí sinh, các bạn có quyền làm mới nó. Mỗi ngày mỗi đổi mới, chúng ta không làm mất tinh thần của nguyên bản, nhưng mà chúng ta sáng tạo nó. Một lần nữa anh rất là cảm ơn các nghệ sĩ đã có tên tuổi bước lên đây để hỗ trợ những cái người phía sau mình, để cùng với mình tạo nên tác phẩm chúng tôi gọi là cái tình. Thật ra một con én không thể nào nên mùa xuân, mỗi người chúng ta góp nhặt vào một chút, đúng không? Thì những anh chị hôm nay cùng góp để tạo nên tác phẩm nó hài hòa hơn, nó có tính bao quát hơn, nó truyền tải những thông điệp lớn hơn. Với Gia Linh á, anh rất bất ngờ về em. Cái ngày đầu tiên anh không nghĩ rằng ở một cái cô bé bé nhỏ như vậy lại có sức sáng tạo lớn. Hôm nay anh gọi là một sự sáng tạo ở trong cách tư duy. Anh đánh giá rất cao ý tưởng đầu tư về trang phục, về cách bố cục và linh hai bài thành một câu chuyện. Anh tin chắc rằng với em nha, khán giả miền Tây sẽ yêu thương em nhiều hơn. Với những gì em đã dành cho tình Bolero thì luôn luôn có một cái chỗ đứng khi mình cho đi hết, mình sẽ nhận lại. Trong tình bạn cũng vậy. Anh cũng cảm ơn cả vũ đoàn, cảm ơn hết mọi người ngày hôm nay tạo ra một cái màu sắc rất là đa sắc. Mỗi người mang đến một cái mảng màu và đó chính là những nét chấm phá mà tình bạn hôm nay mang lại. Chúc mừng tất cả các bạn. Cảm ơn những nhận xét chân thành đến từ ban giám khảo và đó chính là diễn viên Gia Linh. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là giải thưởng chinh phục của tuần. Ngày hôm nay 6 nghệ sĩ của chúng ta đã hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình bên cạnh 6 người bạn của họ. Và tôi tin rằng không chỉ trọn vẹn mà thôi, họ còn rất hạnh phúc vì được hát với bạn của mình nữa. Trước mặt chúng ta là 3 chiếc hộp như mọi khi. Mỗi chiếc hộp sẽ ẩn chứa một chức năng của một vị giám khảo: giải trí, chuyên môn, tổng thể. Tôi sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một chiếc hộp. Nếu như chiếc hộp nào được mở ra thì ứng với chức năng được lựa chọn, thí sinh có điểm số cao nhất trong bảng điểm của vị giám khảo đó sẽ nhận được giải thưởng chinh phục của tuần. Tuy nhiên, tuần này xin phép được mời người đã chiến thắng giải thưởng chinh phục của tuần trước. Anh sẽ lựa chọn giúp tôi một trong 3 chiếc hộp. Anh sẽ chọn cái hộp bên tay phải của em. Anh Trung Dũng đã lựa chọn chiếc hộp nằm ở giữa. Thưa quý vị, trong tuần này có một thí sinh đã nhận được điểm số cao nhất của 2 vị giám khảo tổng thể và giải trí, và một thí sinh có điểm số cao nhất trong bảng điểm chuyên môn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ khám phá xem trong chiếc hộp này là chức năng nào. 3, 2, 1. Thưa quý vị, đó chính là chức năng giải trí. Và giải thưởng chinh phục của tuần Tình Bolero 2020 đã thuộc về nữ diễn viên Gia Linh. Còn người đạt điểm cao nhất trong bảng điểm chuyên môn của giám khảo Phi Nhung chính là diễn viên Trung Dũng. Và anh cũng chính là người đã chọn tặng món quà này cho nghệ sĩ Gia Linh. Và kính thưa quý vị, chúng ta đã có thể thấy được tình trong tình Bolero, tình cho tình nghệ sĩ. Và xin trân trọng cảm ơn 6 nghệ sĩ đã đến với chủ đề ngày cho bạn. Tình Bolero. Tập tiếp theo của Tình Bolero sẽ khiến quý khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thử thách kỹ năng trình diễn dành cho các nghệ sĩ qua chủ đề Ngày Khác Biệt. Hoàng Kim, Hỏa Thần Thì Nở cùng múa đương đại. Lê Vinh cháy hết mình cùng thể loại rốt rực lửa. Quách Ngọc Ngoan táo bạo với điệu twist tươi trẻ. Gia Linh gây bất ngờ trong điệu nhảy tango. Thanh Hiền ấn tượng mạnh với màn xiếc Dubai. Và Trung Dũng với điệu salsa cuồng nhiệt. Mời quý khán giả đón xem tập 13 Tình Bolero 2020 với chủ đề Ngày Khác Biệt, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại lúc 13 giờ thứ bảy ngày 13 tháng 6 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Tình Bolero, tình trong từng câu hát.